Liên quan đến việc công ty cổ phần công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau: biểu dương Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan tích cực chủ động vào cuộc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chủ động ra soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định pháp luật, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng tiêu cực và lợi ích nhóm, tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, kịp thời trao đổi, báo cáo Bộ Y tế và các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, giải quyết. Các bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền. Còn liên quan đến quy trình cấp phép cũng như là chất lượng sinh phẩm, xét nghiệm kit test của công ty Việt Á thì đại diện Bộ Y tế khẳng định việc cấp phép đúng quy trình và công khai minh bạch. Sau đây là trả lời của đại diện bộ này với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam trong chiều nay. Cấp phép và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công ty Việt Á là đảm bảo đúng theo quy định và công khai minh bạch. Ngay từ quý 1 năm 2020 thì khi chúng tôi nhận được cái hồ sơ đăng ký cấp phép của công ty Việt Á cộng với cái xác nhận về độ nhận độ đặc hiệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, rồi cái xác nhận về quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 của một đơn vị do Bộ Khoa học Công nghệ công nhận, thì căn cứ vào quy định của Nghị định 36, Nghị định 169 thì và cái hồ sơ của công ty Việt Á thì Bộ Y tế đã cấp phép. Tuy nhiên thì cũng để đảm bảo cái tính thận trọng trong cái bối cảnh tại thời điểm đó thì có thể nói là Việt Nam chưa có một cái đơn vị sản xuất nào sản xuất được cái sinh phẩm xét nghiệm, trong khi mà ở thế giới thì cũng rất khan hiếm, thì Bộ Y tế rất thận trọng và cấp phép lần đầu là có giá trị là trong 6 tháng. Trong khi cấp 6 tháng đó thì Bộ Y tế cũng đã giao cho Viện Kiểm nghiệm vaccine sinh phẩm y tế theo dõi đánh giá chất lượng, đồng thời cũng giao cho Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục đánh giá cái độ nhạy độ đặc hiệu và căn cứ vào cái báo cáo kết quả của hai đơn vị đó cũng cộng với cái kết quả quá trình theo dõi đánh giá của đơn vị sản xuất thì Bộ Y tế mới cấp phép lưu hành 5 năm vào tháng 12 năm 2020. Chúng tôi xin khẳng định một lần nữa là đảm bảo đúng quy định và công khai, và cái việc cấp phép đó thì có thể nói là đáp ứng được cái nhu cầu rất cấp bách trong cái tình hình có thể là dịch cũng rất phức tạp.